Thưa quý vị, dù ở Sài Gòn, nhưng anh Trần Phước Hòa, 44 tuổi, vẫn luôn đau đáu về quê hương xứ Hoa Chợ Lách, Bến Tre. Nhận thấy tình hình hạn mặn ở quê đang gây khó khăn cho người dân, anh Hòa quyết định đầu tư cả trăm triệu mua máy lọc, bình đựng nước về quê, chia miễn phí cho người dân. Tình hình hạn mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt ở tỉnh Bến Tre, đang ở mức báo động. Không chỉ riêng nhà vườn huyện Chợ Lách mà cả người dân nơi đây cũng phải kêu trời vì thiếu nước ngọt để sinh hoạt. Chiếc máy lọc nước ngọt này anh Hòa mua từ năm 2019 với giá 160 triệu đồng. Trước đây máy dùng để lọc nước ngọt cho quán ăn từ thiện của anh Hòa ở quê. Đến nay thấy tình hình hạn mặn nặng hơn, người dân bị thiếu nước ngọt sinh hoạt nên anh Hòa quyết định cho máy chạy hết công suất, phục vụ nước miễn phí trong khả năng có thể để chia sẻ phần nào đó khó khăn cho bà con quê anh. Mình thấy bà con ở đây hiện tại bây giờ là cái tình trạng ngập mặn đó, nó xâm nhập hầu như là toàn cái tỉnh Bến Tre. Đó, và cái việc mà để mà cái nước ngọt cho bà con nó rất là khó. Trước đây là bà con sống chủ yếu là nhờ vào nước sông. Đó, thì cái việc mà sinh hoạt ăn uống đó, của bà con nó gặp rất nhiều khó khăn. Đó, thì mình nó trong cái khả năng có thể giúp được cho bà con chia sẻ một cái phần nào đó. Cho bà con là cho để sử dụng vào việc ăn uống nấu nướng chứ không phải là cho để mà tưới cây và tắm giặt. Từ sáng sớm, người dân đã đến rất đông trước sân nhà anh Hòa để chờ nhận nước. Người có bình thì đem đến, người không có thì anh Hòa tặng luôn bình đựng mới, dùng hết cứ tự nhiên mà đến lấy. Ở đây cũng như địa phương ở đây là ở cũng rất là thấy ở quê ở đây là cũng như nước mặn không hay là khó khăn vậy đó. Rồi chỉ mới vận động là ra đây cho từ thiện mấy gia đình mình thường có cái thùng mình sử dụng đến đây mình lấy nước về để mình uống hàng ngày vậy thôi. Mừng quá trời, hôm nay cho cái trời mừng quá trời ngủ không được. Tại vì cô nghèo quá trời đi cô đi mừng nướng không à. Nghe cho cái mình mừng chết luôn vậy đó, ngủ không được luôn. Hệ thống máy lọc của anh Hòa mỗi ngày cho ra 10.000 lít nước ngọt, chủ yếu phục vụ người dân nước để nấu nước và tiêu dùng hàng ngày. Một ngày người dân được lấy tối đa 60 lít để chừa phần cho bà con khác đến lấy về dùng. Biết được hành động của anh Hòa, đoàn thanh niên xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cử đội hình thanh niên tình nguyện đến chung tay phụ anh Hòa cho nước, người đóng bình, người đem ra xe phụ bà con một tay. Ai nấy đều vui vì có nước ngọt sử dụng trong mùa hạn mặn khốc liệt này. Với tình trạng ngập mặn toàn khu vực Bến Tre, việc làm của anh Trần Phước Hòa có ý nghĩa sâu sắc không chỉ với xã Hòa Nghĩa và các xã lân cận. Việc tặng nước ngọt miễn phí của anh Hòa đã làm giảm cơn khát nước ngọt trầm trọng của bà con nơi huyện Chợ Lách này trong tình trạng hạn mặn đang ở mức báo động như hiện nay.